Hôm nay tôi sẽ gọi là show cho anh em. Đấy, đây 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 đây. Vừa rồi bên phía PUBG Mobile có bảo là anh ơi em mới gọi là bên 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 PUBG Mobile mới lấy hình ảnh của tôi để làm clip, thì tôi cũng chưa biết là lấy cái hình gì cả, nên là hôm nay chúng ta sẽ reaction cái clip của bên PUBG Mobile nhá, clip mới ra luôn anh em ạ. Để xem là mặt mình lên đây nó có ngáo không nào. Alo, em đang ở đâu? Baby, anh ở nhà nè. Chỉ một vài cùng anh, ta phải lưu giữ ngày hè. Ta có những câu chuyện nhỏ, vẫn đang muốn kể nhau nghe. So, bao lâu toàn phiền ngạo, chút mưa buông ở sau xe. Stay home, keep your mood on, ta không hề nản chí. À, như vậy đây lại là một bản rap nữa. Và nó chỉ lấy cái hình in-game thôi anh em ạ. Để anh tôi xem là in-game nó sẽ như thế nào nhá. Bắt mưa buông và đi thôi baby, stay home, keep your mood on. Cùng anh giữ vững ý chí khi xuống anh đã lên nông. Và dắt tay nhau và ta cùng đi đến nơi thật xa vời. Baby, 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 bỏ mặc khó thì cứ theo anh về nhà. Tính bạc khó thì cứ theo anh thôi mà. Yeah, dắt tay nhau và ta cùng đi đến nơi thật xa vời. Baby, 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 bỏ mặc khó thì cứ theo anh về nhà. Tính bạc khó thì cứ theo anh thôi mà. Và lên xe với anh. Nếu đây như là bao cuối thì anh xin nguyện đã muốn thì em mà lên xe. Lên xe với anh có thể lúc được cả thế giới nhưng không thể lúc được trái tim. Lên xe, lên xe với anh. Nếu đây như là bao cuối thì anh xin nguyện đã muốn thì em mà lên xe. Lên xe với anh có thể lúc được cả thế giới nhưng không thể lúc được trái tim em. Nhạc khá hay các bạn ạ, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy hình ảnh của mình với lại cả Xích Lợn đâu cả. Hôm nay có cốt không anh á? Thứ bảy hàng tuần em ơi. Các team khác khi mà người ta gọi là lên xe với anh ấy là người ta lên ngay. Team tôi lên xe với anh nhá, 10 phút nữa hoặc là để tôi bị nốc rồi nó mới lên. Cái anh vẫy nổi. Stay home, keep your mood on. Ta không hề nản chí, vác mưa buông và đi thôi, baby. Stay home, keep your mood on. Cùng anh giữ vững ý chí khi xuống anh đã lên nông và dắt tay nhau và ta cùng đi đến nơi thật xa vời. Baby, 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 bỏ mặc khó thì cứ theo anh về nhà. Thân mặc khó thì cứ theo anh thôi mà. Yeah, dắt tay nhau và ta cùng đi đến nơi thật xa vời. Baby, 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 bỏ mặc khó thì cứ theo anh về nhà. Thân mặc khó thì cứ theo anh thôi mà. Và lên xe với anh. Nếu đây như là bao cuối thì anh xin nguyện anh muốn em lên xe. Lên xe với anh có thể lúc được cả thế giới nhưng không thể lúc được trái tim. Lên xe với anh. Nếu đây như là bao cuối thì anh xin nguyện anh muốn em lên xe. Lên xe với anh có thể lúc được cả thế giới nhưng không thể lúc được trái tim em. Ủng hộ nhá, nhớ ấn like nhá. Trời, hay đấy. Có thể nói đây là người ta gọi là gì nhỉ, MV bạc tỷ phiên bản mùa dịch. Không thể nào mà có thể thuê các KOL đi đóng quảng cáo được. Vì vậy là chúng ta sử dụng hình ảnh in game. Nhưng mà hình ảnh in game cũng hay đúng không mọi người? Công nhận được, được của nó. Hợp lý. Đoạn cuối kiểu chơi PUBG. Không ơi, trông thấy vừa đẹp không nhau. Vợ đẹp, đẹp, đẹp vãi đồi. Đoạn cuối kiểu chơi PUBG để có người yêu hả? Nhưng mà cũng phải có một cái công nhận, đó chính là có rất là nhiều những YouTuber tôi quen ấy, nhưng mà chỉ khi mà đến với tựa game PUBG Mobile này ấy, thì bắt đầu mới kiểu giống kiểu Lộc này rồi nọ kia các thứ. Ui, gần như là tất cả các YouTuber, các streamer của PUBG Mobile ấy đều đã bén duyên với cả một người nào đó nhờ cái tựa game này. Cho nên tôi thấy là cái tựa game này nó tương tác rất là mạnh. Và khi mà chúng ta tương tác với nhau ấy, dễ nảy sinh tình cảm lắm các ông ạ. Chứ những ông nào mà bảo là chơi game mà em cũng FA ấy, thì các ông ấy phải xem lại cách nói chuyện đi. Hiểu không? Các ông phải nói nhiều lên đúng không? Đôi khi chúng ta hay nói với nhau ấy là nói nhiều thì nói dở ấy. Nhưng mà thì thôi, thì nếu mà mình dở với người này mà người ta chửi mình ấy, thì coi như đấy là sự rút kinh nghiệm để người sau mình không nói dở nữa, đúng không? Đấy, cho phải nói thật nhiều.
phải tán gái mạnh lên. Ơ kìa, chơi game mà cứ kiểu gọi là hùng hục và bắn danh xong rồi đồng đội chết cái là chửi là không được rồi. Tôi là tôi kịch liệt lên án những ông nào mà chơi danh cứ hùng hục bắn xong rồi chửi đồng đội.